nối thị trường trong nước sau dịch bệnh Covid-19. Nhiều tàu cá Quảng Ngãi bất kết nối giám sát hành trình. Triển vọng phục hồi của nền kinh tế Mỹ là rất không chắc chắn. Đó là những nội dung chính sẽ có trong bản tin Kinh tế và Tài chính ngày hôm nay. Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang dành thời gian đồng hành cùng chúng tôi với những thông tin được cập nhật trong ngày. Ngay sau đây là nội dung chi tiết của bản tin. Thưa quý chị và các bạn, nhằm đẩy mạnh các hoạt động kết nối cung cầu hàng hóa, bình ổn thị trường, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm hàng hóa và tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp sau dịch Covid-19, vào ngày 28 tháng 5 tại Hà Nội đã diễn ra hội nghị kết nối cung cầu, trưng bày giới thiệu sản phẩm hàng diệt. Đại diện các bộ ngành hiệp hội cho rằng, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh cần ăn sâu bén rễ vào thị trường hơn 90 triệu dân quan trọng này để phát triển. Nếu chúng ta để mất thị trường nội địa sẽ rất khó khăn, nhất là trong lúc xuất khẩu đang gặp nhiều trở ngại khi dịch ở các nước vẫn chưa được khắc phục. Phát triển thị trường nội địa sau dịch là một cơ hội, đồng thời là một thử thách cam go quyết liệt, đòi hỏi nhà nước, các bộ ngành, các địa phương và nhất là các doanh nghiệp cần phải thực hiện một cách bài bản theo những định hướng mà chính phủ đã đưa ra. Phát triển thị trường trong nước vẫn là hướng đi chủ đạo, tiếp tục được triển khai mạnh mẽ nhằm phát triển cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, số lượng ô tô nguyên chiếc được nhập khẩu về nước trong nửa đầu tháng 5 năm 2020 chỉ đạt 2.694 xe, trị giá hơn 57 triệu đô la Mỹ. Chính tỷ lệ lớn nhất trong số lượng xe kể trên là ô tô dưới 9 chỗ ngồi với trị giá 39,3 triệu đô la Mỹ. So với nửa cuối tháng 4 năm 2020, lượng xe ngoại về nước cải thiện 336 xe, nhưng tổng trị giá vẫn thấp hơn khoảng 6 triệu đô la Mỹ trong khi đó nếu so với cùng kỳ năm 2019 lượng ô tô nhập khẩu sụt giảm tới 5.000 xe cũng dồn từ đầu năm cho đến hết ngày 15 tháng 5 năm 2020 tổng số ô tô nhập về Việt Nam đạt 34.283 chiếc với kim ngạch là 746,8 triệu đô la Mỹ giảm lần lượt 22.862 xe và 540 triệu đô la Mỹ so với cùng kỳ Bộ Giao thông vận tải vừa chỉ đạo cục hàng không Việt Nam nghiên cứu xem xét mở lại một số đường bay quốc tế theo Cục Hàng không Việt Nam, các hãng hàng không trong nước đều sẵn sàng bay quốc tế như thời điểm trước dịch. Cục hàng không đã có kế hoạch nối lại các đường bay, song phụ thuộc vào đánh giá tình hình dịch bệnh tại các quốc gia. Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19 sẽ đánh giá và quyết định thời điểm cho mở đường bay nào. Trong tháng 5, lượng khách qua cảng hàng không trên cả nước đạt 2,88 triệu khách, giảm 70% so với tháng 5 năm 2019. Trong số này, khách quốc tế đạt 78.000 khách giảm 97,6%. Khách nội địa đạt 2,8 triệu khách, giảm 56,6%. Theo thông tin từ Quỹ ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn, hiện địa phương này đang tiếp tục trao đổi hội đàm giữa phía Trung Quốc để nhanh chóng đưa thêm các cửa khẩu phụ vào hoạt động nhằm hỗ trợ tối đa cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, nhất là các mặt hàng qua quả của Việt Nam xuất khẩu. Theo thông tin từ Quỹ ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn, đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh mới chỉ có hai cửa khẩu phụ hoạt động thông quan xuất nhập khẩu, là cửa khẩu Tân Thanh và Cốc Nam. Hiện tại, Việt Nam đã cơ bản khống chế được dịch Covid-19, hoạt động sinh hoạt và sản xuất kinh doanh trở lại bình thường. Do đó, để nhanh chóng ổn định và thúc đẩy năng lực thông quan tại tất cả các cửa khẩu, các ngành chức năng tỉnh đang tích cực đàm phán với Trung Quốc để đẩy nhanh tiến độ mở cửa các cửa khẩu phụ. Quỹ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn cũng yêu cầu các lực lượng chức năng tiếp tục chủ động phân luồng, điều tiết phương tiện tại cửa khẩu thông quan thuận lợi. Quỹ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa có quyết định công bố hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản tại các vùng biển thuộc phạm vi quản lý của thành phố Đà Nẵng, với tổng số là hơn 700 giấy phép khai thác. Theo đó, quy định đối giới dùng giang bờ có 315 giấy phép khai thác thủy sản cho tàu cá và dùng lồng có 409 giấy phép giấy phép được phân bổ cụ thể đối với các nghề lưới kéo, lưới dây, lưới rê, câu chụp, hậu cần và khác. Cấp hạng ngạch khai thác dựa trên kết quả điều tra đánh giá nguồn lợi thủy sản hàng năm hoặc định kỳ 5 năm một lần. Việc cấp hạng ngạch khai thác là việc làm cần thiết nhằm duy trì nguồn lợi thủy sản trong tương lai. Trước đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành quyết định giao hạng ngạch khai thác thủy sản dùng khơi cho 28 tỉnh thành ven biển, với tổng số là hơn 31.500 giấy phép. Thưa quý vị, thời gian qua, các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi đã tích cực vận động ngư dân lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho tàu cá nhằm phục vụ công tác quản lý, giám sát, phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm trong khai thác hải sản, đồng thời hỗ trợ phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. Tuy nhiên, thì hiện tại, nhiều tàu cá đã mất tín hiệu kết nối với trạm bờ. Sở hữu tàu câu mực có chiều dài trên 24 mét, ngư dân đổ chăn công, chủ động lắp đặt thiết bị giám sát hành trình và mở biển dương khơi. Tuy nhiên, quá trình hành nghề trên biển, ông không kiểm tra tình trạng hoạt động của thiết bị giám sát hành trình. Chỉ đến khi về bờ, ông Công mới biết con tàu đã bị mất kết nối với các cơ quan chức năng. Mất gì em không biết luôn, cho là không có sát nữa luôn. Rồi ngoài khỏi sân tàu đó có bị chạy lên đó rồi mất sát luôn rồi. Em cũng đâu có biết được đâu. Rồi sau gì nó nhờ vợ nó nói là ở bộ điện gì ở xô không mở má tàu đó mới biết là cứ bật má cứ thay đường dây nó mới biết đó lắp thiết bị giám sát hành trình cho tàu cá có chiều dài từ 15 m trở lên là quy định bắt buộc nhằm phục vụ công tác quản lý phát hiện các trường hợp vi phạm trong khai thác hải sản hỗ trợ người dân phòng chống thiên tai tuy nhiên đến nay mới chỉ có 2.118 trên 3.350 tàu thực hiện tôi cái má là là hồi tháng ba năm 2019 thì uh, của của bên phòng uh, kỹ thuật uh, đời riêng hệ của hệ phàn là là bét thì uh, bét xuống là, là thì nó bét lại chứ còn đâu có biết là nó hỗ trợ bên kia đâu theo thống kê của chi cục thủy sản tỉnh quảng ngãi trong khoảng một tháng qua hệ thống giám sát tại quảng ngãi phát hiện có 31 tàu cá mất kết nối với trạm bờ trong khoảng thời gian hơn 10 ngày để ngăn ngừa tình trạng vô hiệu quả thiết bị giám sát hành trình, mọi trường hợp mất kết nối đều phải tiến hành kiểm tra, xác minh, làm rõ. Khi mà xảy ra sự cố mất tín hiệu trên biển thì đề nghị bà con phải có cái biện pháp ấy, nhắn tin hoặc là liên lạc về bờ, đấy, báo cáo tình trạng để cho đơn vị khắc phục hoặc là báo về chi cục để chi cục nắm được vấn đề này. Thì tất cả những nguyên nhân chúng tôi đều phải, à, cơ quan biên phòng đều phải điều tra, ấy, xác minh ban đầu làm cơ sở để báo cáo về trên. Thiết bị giám sát hành trình tàu cá là cơ sở quan trọng để chứng minh tàu cá khai thác hợp pháp, không chi phạm dùng biển nước ngoài. Vì vậy, việc mất kết nối sẽ phát sinh nhiều hệ lụy đối với ngư dân và cơ quan chức năng quản lý phương tiện nghề cá. Với mục đích hướng đến hệ sinh thái giao thông xanh, thân thiện, giảm ô nhiễm, cũng như là nâng cao sức khỏe của người dân, mô hình chia sẻ xe đạp không còn xa lạ gì với người dân nhiều quốc gia. Còn tại Việt Nam, mô hình này mới chỉ xuất hiện ở một số thành phố du lịch và đã được người dân cũng như là du khách đón nhận tích cực. Cuối tuần nào cũng vậy, anh Dương Ái Bình để sử dụng dịch vụ xe đạp chia sẻ này. Chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh, anh có thể thuê xe nhanh chóng, dừng ở bất kỳ điểm sạc nào để đổi xe mới và thanh toán online tiền lợi. Mình thấy rất là hay bởi vì thực ra khi mà dùng xe đạp thì mình sẽ hạn chế được cái phương tiện như xe máy các phương tiện mà nó gây ô nhiễm môi trường nhiều ấy thì mình thấy cái này rất là hay mình thấy châu Âu thì họ đi xe đạp rất là nhiều nhưng Việt Nam mình vẫn chưa nhiều lắm điểm quan trọng nhất của hệ thống xe đạp chia sẻ công cộng là nhiều người cùng sử dụng được dịch vụ vì vậy hệ thống được thiết kế để khuyến khích người dùng lấy xe khi cần và trả xe vào bãi đổ ngay khi không dùng nữa để người khác có xe dùng từ đó có phần giảm ủng tắc giao thông nâng cao an toàn đường bộ cải thiện môi trường không khí là giải pháp giao thông đô thị mới giúp cho người dân, du khách chuyển đổi sang phương thức giao thông bền vững hơn. Trong vòng 6 tháng tới, chúng tôi hướng tới triển khai hệ thống cho thành phố Hà Nội và đặc biệt là ở quận Thanh Kiếm với 20 trạm sạc xe đạp khít và các vị trí trung tâm như là nhà hát lớn Hà Nội, các vườn hoa Tây Sơn, nhà thờ lớn Hà Nội, Lâm vân vân. Qua việc triển khai hệ thống xe điện khít, ở thành phố Hội An và Oco Park thì hệ thống bắt đầu có được sự ủng hộ khách du lịch khi mà đây là một hệ thống xe đạp mà thân thiện với môi trường và phục vụ nhu cầu đi lại của người dân một cách tiện lợi nhất. Phải hướng tới không chỉ ở phố cổ, vì phố cổ là cái số lượng dân cư rất ít và cái mật độ giao người thì đông nhưng mà đường lòng đường thì quá hẹp. Nhưng tôi nghĩ rằng có thể phát triển thêm những cái cái khu vực mà hành có hành lang nó rộng rãi. Mới đây, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa thống nhất chủ trương thí điểm đầu tư hệ thống xe đạp điện chia sẻ dùng phần mềm quản lý trên điện thoại thông minh tại quận Quang Kiếm. Với nhiều trạm thuê xe tập trung tại nhiều địa điểm, hy vọng thời gian tới, mô hình này sẽ đem lại sự tiện lợi, hướng tới hệ sinh thái an toàn, thông minh, kết nối. Tiếp theo sẽ là những thông tin kinh tế tài chính thế giới. Thưa quý vị, theo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed, triển vọng phục hồi của nền kinh tế Mỹ là rất không chắc chắn và các doanh nghiệp nước này đang bi quan về khả năng sớm quay trở lại hoạt động bình thường như trước đây. Kết quả khảo sát kinh doanh dựa trên báo cáo của 12 ngân hàng khu vực thuộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed cho thấy hoạt động kinh doanh của Mỹ tiếp tục giảm mạnh trong những tuần gần đây trên tất cả các lĩnh vực Mặc dù nhiều người hy vọng rằng về tổng thể kinh tế Mỹ sẽ tăng tốc khi các doanh nghiệp mở cửa trở lại, nhưng triển vọng này là không chắc chắn và tốc độ phục hồi cũng không cao. Cũng theo kết quả khảo sát, đại dịch COVID-19 đã khiến cho thị trường việc làm tại Mỹ sụt giảm nghiêm trọng. Tính từ giữa tháng 3, số người bị mất việc làm đã lên tới gần 40 triệu, cho dù đây chỉ là mất việc tạm thời. Trong bối cảnh hiện nay, các doanh nghiệp đang gặp rất nhiều thách thức trong việc đưa nhân viên trở lại làm việc do lo ngại cho sức khỏe của người lao động và những hạn chế trong việc người lao động phải gửi trẻ khi đi làm. Những số liệu kinh tế công bố gần đây cho thấy nước Mỹ gặp rất nhiều khó khăn về tỷ lệ thất nghiệp, doanh số bán lẻ và sản lượng công nghiệp. Giới phân tích cho rằng, nền kinh tế số một thế giới đang đối mặt với những khó khăn lớn và không thể phục hồi nhanh chóng, thậm chí sẽ mất nhiều tháng mới đẩy lùi được tình trạng suy giảm. Romania là quốc gia thứ 6 nhận được số tiền cho phục hồi hậu Covid-19, sau Italy, Tây Ban Nha, Ba Lan, Pháp và Hy Lạp. Theo đó, truyền thông Romania cho biết, nước này sẽ nhận được 33 tỷ euro trong kế hoạch phục hồi 750 tỷ euro được đề xuất của Quỹ ban châu Âu để chống lại đại dịch Covid-19. Đại diện của Đảng Nhân dân châu Âu gọi tắt là EPP cho biết phần lớn trong số 33 tỷ euro mà Romani nhận được là những khoản tiền không còn lại hoặc là dây theo các khoản có lợi cho Romani để phục hồi kinh tế hậu Covid. Quỹ ban châu Âu cho biết 750 tỷ euro bao gồm 500 tỷ euro tiền trợ cấp và 250 tỷ euro cho các quốc gia thành viên dây. Để có nguồn này thì châu Âu sẽ đi dây từ các thị trường tài chính và dự định sẽ hoàn trả từ năm 2028 đến năm 2058. Chủ tịch Quỹ ban cho Âu Ursula von der Leyen tuyên bố, kế hoạch phục hồi chính là biến những thách thức to lớn mà khối này đang phải đối mặt thành cơ hội, không chỉ là các hoạt động hỗ trợ phục hồi hậu Covid-19, mà còn là việc đầu tư vào tương lai như là thỏa thuận xanh châu Âu và các biện pháp số hóa để thúc đẩy việc làm, tăng trưởng kinh tế và khả năng phục hồi trong toàn khối. Nhà sản xuất máy bay Boeing của Mỹ vừa thông báo nói lại việc sản xuất mẫu 737 MAX tại nhà máy Renton đặt tại bang Washington. Trong thông báo, Boeing xác nhận rằng họ sẽ dần tăng cường sản xuất mẫu 737 MAX trong năm nay. Tuy nhiên, thông báo lưu ý tốc độ nối lại sản xuất sẽ ở mức thấp vì Boeing còn phải tiến hành những biện pháp tập trung tăng cường an toàn để làm việc cho nhân công và đảm bảo chất lượng sản phẩm. Thông báo của Boeing cũng cho biết hãng dự kiến sẽ nối lại việc giao hàng 737 MAX trong quý 3 năm 2020, sau khi được các nhà quản lý cho phép theo quy định trước khi tăng dần số máy bay giao lên 31 chiếc mỗi tháng trong năm 2021. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tài chính của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.